Trời ơi, con Dung nó múi dưa đỉnh cao. Cái gì? Em có thêm múi dưa mà chị? Chị ơi, múi dưa ngon lắm. Mình dậy chưa? Bảo giờ đi xuống Thủ Đức được đi không? Bảo mình có đi xuống Thủ Đức không? Ê, nó mùi dưa ngon quá Dung ơi. Quà sinh nhật của tôi đó. Vẫn ngon. Nhưng mà vẫn quá đơn giản. Mình 9 giờ đưa ai đi đâu? Ngon quá, cà phê ngon quá. Anh đem lên mặt ra. Đồ của bà áo tím đựng bàn. Áo tím chủ má đi chữa cái này. Áo tím đựng bàn. Áo tím kẹp cái nước dùng gì. Áo tím là chê nha, chê. Đang làm gì này? Hôm nay cuối tuần ở nhà. Dậy đi ăn sáng có về đi. Dậy đi ăn sáng có về đi. Tháng sau tôi đi Hà Nội chơi nha. Đang ở Sài Gòn. Hôm qua có nhậu không? Em vừa kêu xong rồi. Chúng
em buồn không ai cho chồng vậy. Chào bác sao? Cái thứ con gái uống mất đấy. Uống cà phê gì mà cháu bảo sao? Chú ngồi với cô Trang. Ai đấy? Cháu. Mà đã ăn nữa ốm thì chú cứ nhẹ lại nha. Đêm qua say quá, không ngủ luôn, thức quên cả đêm. Để đấy mẹ chú có bán đậu nứt nha ta. Chúng tôi luôn bây giờ đi uống cà phê rồi này. Chú thứ ba ra. Thứ ba là ngày 21. Là tuần sau. Ra một mình. Chú ra. À, cháu hỏi chú ra Hà Nội hồi nào hả? Chú đang lên plan tháng sau. Lên lên mình lên. Có cái cây đinh nào không cháu ơi? Cháu có. Cháu có cây đinh à? Cháu nó có cây đinh à? Có biết là Đạt là một chùm đi nhổ đinh không? Mày tự dưng sáng ấy dậy cậy cậy cái lúc mụ. Uống quá rồi mụn lên. Ê bây giờ chưa nghe cái vụ này. Con bé này nó tinh tế lắm vậy. Ừ. Con bé nó đi kịch về xong nó cắt ngứa. Sao? Cái sau này nó đi kia đi thở đấy. Em nói hồi đi đi mua đúng không? Nha 4 giờ cho. Cái làm này trong cạnh tôi làm em có cái ca nước. Đi thôi có ca nước này uống đi. Nó định tôi uống mà không được. Anh ơi em mới muốn cu về em mới uống tu được. Anh lấy cái ly cho em rót em uống. Mới muốn cu à? Ừ. Ồ mà em thế nào? Em mới muốn cu vậy không đi đâu được. Chỉ là vì nhớ Hà Nội cho nên là ra Hà Nội. Ê, sáng như bà đâu khách hệ đấy nhá. Bán không? Cháu đi ôi. Qua bán được rồi. Mát mẻ. Mới mở thì ok rồi đó. Từ từ cây tối thì nó lên gì là phải lắng nóng à? Đúng rồi. Khi nào lấy tên trăng leo rồi nè? Chuẩn bị được 1 tháng. Chuẩn bị được 1 tháng chưa? 8 được 1 tháng. Hôm nay 1 tháng. Hôm nay đi về Việt Nam. Cà phê của anh ơi, chơi đi học lẽ là chơi thân dung hổ. Mới mở. Cái gì đưa cho em xin hột hạt lé à? Lé được. Cái bài vô đi cà phê cà pháo. Đúng rồi. Cái đảo. Trái nào? Mắt cái mặt dưới mắt cái thân. Cái mận nào? Đè mận đè quá trời chả. Không cái mận gì chặt xuống hay gì? Ừ chặt xuống. Không nói thiệt á. Thiệt. Đó mận trái kìa. Cái dính là vậy. Dâu chưa cả. Ôi kìa cổ hoa kìa. Không nhiều mộng lắm nè, ra coi coi. Mộng luôn. Đây là cây hoa mận miền Bắc. Ê Can ơi có quả thật đấy Can ạ. À. Ê đủ má vợ chảy. Chảy xuống cho tao ăn coi. Ăn được chưa? Được, mận này là ăn dễ ăn. Ê cái có đang sáng không mày? Không. Được, cái quán này có trái cây là được rồi. Anh ơi, có trèo lên chảy xoài, chảy nhá. Ngon không? Ngọt. Đi về có phun thuốc sâu không ấy? Thằng Can ăn một tô bánh canh xong mà vẫn còn đớp một tô bảo cháo lòng. Ê ngọt nè. Ngọt nha. Okay.
thằng Đạt nó đang đi dụ, dụ chai đụ. Sao chậu bông đẹp này để vào đây trời? Chậu bông đẹp này để vào đây. Ôi nhiều xoài vậy. Ôi mới nhiều xoài vậy, nó mới thêm à? Ê, nó mới ra thêm quả, ôi dồi ôi. Ê, đủ mà. Ê, nhiều nha. Ê, nó ra hoa này. Tỷ ơi, nó ra hoa. Nó ra hoa kìa chị. Ôi chị gái, mày gục ra. Mày Việt Nam anh hùng. Thì ở nghe nói này cũng biết là bút cu mà. Hôm nay mình uống cà phê có bút cu không chị? Dễ thương quá à. Ê, cái bóng tay được cái áo bà nhưng mà nhà này ai chẳng bụng to. Ôi, một bụng đẹp thôi. Người ta vào đây người ta cũng từ sảng đá với những mấy bà. Ê Đạt ơi, Facebook của anh mới đổi tên là Đình Can nha Đạt. Cái tên Facebook của anh là Đình Can, anh mới đổi Facebook Đình Can, mà chữ Can không có G nhá. Và anh mới đổi tên Facebook là Đình Can. Thì làm gì? Mà chữ Can. Nói với tôi như vậy thì làm gì? Em biết em hả? Mày không yêu cầu. Facebook của anh là Đình Can nha. Thì anh? À Zalo, anh đổi Zalo khác luôn rồi. Là 0939 297 033 không là Zalo như nữa nha. Nha thì bạn đi 0939 297 033. Anh đổi Zalo. Đáng chứng xác. Nó hỏi bà Mỹ. Mỹ đi hạ khẩu mấy mình đủ em gái đi nè. Đưa cái cây mới đâm em gái. Mỹ đâm quán mát nhỉ? Có chứ. Có. Thôi gì? Ngu quá, người nhà đi vô rửa miệng trong đó đỡ tốn cái mà nghe người. Ngu dễ đỡ. Ngu một. Ngon quá, uống hai ly cà phê nói là đúng ra là em thu uống ba ly. Đang một tấm nhiệt huyết chế mình kiên trì đêm qua tới giờ là đêm qua tới giờ. Lát không thì ngủ, chiều nay lại chiều đi gần đá lên liền rồi đừng uống thì mày khỏi ngủ, táo hơn nữa. Đấy là nó đi đẹp nát rồi cũng đi đâu chim về không em nhớ là cái cà tá cà cà to mà em muốn tu. Ơ mà em dìm tay mà chảy vậy can. Cái tủ. Cái cánh cửa tủ. Cái 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 cửa tủ
Không được, bắt đi chị. Kinh nghiệm của em là cái cống trước cửa nhà em á chị. Nó bị bốc lên mà em chỉ có lấy cái miếng bạt đấy. Không, em đậy lên thôi mà cũng bị phường gọi rồi. Đấy là công ích nhà chị, nhà của ấy. Không có chống. Chị ơi, đấy là cái ý nghĩa gì hả chị? Em tưởng là cầu duyên. Cầu duyên, cầu tài là trên này có đủ. Chị ơi, trên cái cây xoài, trên đấy cây xoài nó có vong hả chị? Có vong, vong BD với vong môi. Cái này là tỉnh ở đỉnh Thiên Yên Tử. Bà ước mơ gì ở đây? Ước mơ là sẽ được may mắn, cầu tài, cầu lộc, cầu bình an. Em nghĩ chị làm cái am ở cầu ở chân đây này chị ha. Đúng không cái? Bà ngoài kia mong trong này. Em có gì? Dưa ngon à?